Những điều bạn nên khắc cốt ghi tâm trong cuộc đời bạn. Dù bạn đang ở hoàn cảnh tốt đẹp hay tồi tệ, hãy thức dậy mỗi ngày với niềm biết ơn cuộc sống của mình. Và sau đây là những điều bạn nên khắc cốt ghi tâm trong cuộc đời. Thứ nhất, đừng mất thời gian với những đối tượng sai lầm. Cuộc sống quá ngắn ngủi, bạn không nên dành thời gian với những người chỉ biết hút cạn nguồn hạnh phúc của mình. Nếu ai đó muốn bạn có mặt trong cuộc sống của họ, họ sẽ tự dành ra chỗ cho bạn. Bạn không phải đấu tranh để giành giật lấy một vị trí nào cả. Đừng bao giờ ép mình vào các mối quan hệ với những người coi thường giá trị của bạn. Và hãy nhớ, những người bạn thật sự của bạn không phải là những người ở bên cạnh bạn khi bạn thành công, mà là những người ở bên cạnh bạn khi bạn gặp khó khăn. 2. Đừng chạy trốn các rắc rối của mình. Tuy đây không phải là việc dễ dàng, nhưng bạn hãy đối diện với chúng. Không ai có khả năng xử lý hoàn hảo mọi vấn đề họ gặp phải. Chúng ta cũng không thể ngay lập tức giải quyết trọn vẹn một khó khăn nào đó. Chúng ta không sinh ra để làm như vậy. Trên thực tế, chúng ta sinh ra để thất vọng, buồn chán, đau khổ và vấp ngã, bởi vì đó là toàn bộ mục đích của cuộc sống: đối mặt với vấn đề, học hỏi, thích nghi và xử lý chúng. Điều này đã rèn luyện chúng ta trở thành con người như chúng ta hiện nay. Thứ ba, đừng nói dối bản thân. Bạn có thể nói dối người khác, nhưng bạn không thể nói dối chính bản thân mình. Cuộc sống của chúng ta chỉ tiến bộ khi chúng ta nắm bắt các cơ hội. Cơ hội đầu tiên cũng là khó khăn nhất mà chúng ta có thể nắm bắt lấy là trung thực với chính mình. Thứ tư, đừng gác lại các nhu cầu của bản thân. Điều đau đớn nhất là vì yêu người khác quá mà đánh mất bản thân mình và quên mất rằng mình cũng là người đặc biệt. Vâng, hãy giúp đỡ người khác, nhưng bạn cũng phải giúp đỡ chính mình nữa chứ. Nếu có giây phút nào dành cho bạn để theo đuổi đam mê và làm điều gì đó quan trọng với mình, thì giây phút đó chính là ngay lúc này đây. Thứ năm, đừng cố gắng làm người khác. Một trong những thách thức lớn nhất trong cuộc sống là làm chính mình trong một thế giới cứ trực biến bạn thành người giống như mọi người khác. Lúc nào cũng sẽ có người xinh đẹp hơn bạn, thông minh hơn bạn, trẻ trung hơn bạn, nhưng họ sẽ không bao giờ là bạn cả. Đừng thay đổi để mong người khác thích mình. Hãy là chính mình và sẽ có người yêu con người thật của bạn. Thứ sáu, đừng bận tâm với quá khứ. Bạn không thể bắt đầu một chương mới trong cuộc đời nếu cứ đọc đi đọc lại chương cũ. Thứ bảy, đừng sợ mắc sai lầm. Làm việc gì đó rồi mắc sai lầm còn hiệu quả gấp 10 lần so với không làm gì cả. Mỗi thành công đều có một vệt dài những thất bại đằng sau nó, và mỗi thất bại đều dẫn đường tới thành công. Suy cho cùng, bạn sẽ hối hận về những điều mình không làm nhiều hơn là về những điều mình đã làm. Thứ 8, đừng trách móc bản thân về những sai lầm đã qua. Có thể chúng ta yêu nhầm người và đau khổ về những điều không xứng đáng, nhưng dù mọi việc có tồi tệ tới mức nào thì cũng có một điều chắc chắn rằng sai lầm giúp chúng ta tìm được đúng người, đúng thứ phù hợp với chúng ta. Chúng ta ai cũng có những sai lầm, khó khăn, thậm chí cả những hối tiếc trong quá khứ. Nhưng bạn không phải là sai lầm, khó khăn của mình. Và ngay lúc này đây, bạn có trong tay một sức mạnh để xây dựng hiện tại và tương lai của mình. Mỗi một điều từng xảy ra trong cuộc sống của bạn đều góp phần chuẩn bị cho bạn đón nhận một khoảnh khắc mới chưa đến. Thứ 9, đừng cố công mua hạnh phúc. Nhiều thứ chúng ta mong mỏi có được có giá đắt, nhưng sự thật là những thứ thực sự khiến chúng ta hài lòng lại hoàn toàn miễn phí. Đó là tình yêu, là tiếng cười và là những giây phút miệt mài theo đuổi đam mê của mình. 10. Đừng tìm kiếm hạnh phúc ở người khác. Nếu bạn không cảm thấy hạnh phúc với chính con người bên trong của mình,
thì bạn sẽ không thể nào có được hạnh phúc lâu dài với bất kỳ người nào khác. Bạn phải tạo ra sự ổn định trong cuộc sống của mình trước, rồi mới nghĩ tới chuyện chia sẻ cuộc sống đó với người khác được. 11. Đừng lười nhác. Đừng nghĩ ngợi quá nhiều, bởi có thể bạn sẽ tạo ra một rắc rối không đáng có. Hãy đánh giá tình hình và đưa ra hành động dứt khoát. Bạn không thể thay đổi điều mà mình không muốn đối mặt. Tiến bộ bao hàm rủi ro. Chấm hết. Bạn không thể đứng một chỗ mà hy vọng mình sẽ tới được đích. 12. Đừng nghĩ rằng mình chưa sẵn sàng. Khi một cơ hội xuất hiện, không có ai cảm thấy mình đã sẵn sàng 100% để đón nhận nó. Bởi vì phần lớn những cơ hội lớn lao trong cuộc đời đều đòi hỏi chúng ta phải phát triển vượt quá vùng thoải mái của mình. Điều này có nghĩa là ban đầu chúng ta sẽ không cảm thấy hoàn toàn thoải mái. 13. Đừng tham gia vào các mối quan hệ vì những lý do sai lầm. Cần phải lựa chọn các mối quan hệ một cách khôn ngoan. Ở một mình còn tốt hơn là giao tiếp với người xấu. Bạn không cần phải vội vàng. Điều gì phải đến sẽ đến, và nó sẽ đến đúng lúc, với đúng người và với lý do tốt đẹp nhất. Hãy yêu khi bạn đã sẵn sàng, chứ đừng yêu khi bạn cảm thấy cô đơn. 14. Đừng từ chối những mối quan hệ mới. Trong cuộc sống, rồi bạn sẽ nhận ra rằng mỗi người bạn gặp đều có một ý nghĩa, mục đích riêng cho bản thân bạn. Một số người sẽ thử thách bạn, một số sẽ lợi dụng bạn và một số sẽ cho bạn những bài học. Nhưng điều quan trọng nhất là một số người sẽ giúp bạn thể hiện khía cạnh tốt nhất của mình. 15. Đừng cố cạnh tranh với tất cả mọi người. Đừng lo lắng khi mọi người giỏi hơn bạn. Hãy tập trung vào việc phá kỷ lục của mình mỗi ngày. Thành công là một trận chiến chỉ duy nhất có bạn và bản thân mình mà thôi. 16. Đừng ghen tị với người khác. Ghen tị là hành động đếm hạnh phúc may mắn của người khác thay vì của bạn. Hãy tự hỏi bản thân câu: mình có những điều gì mà ai cũng mong muốn có. 17. Đừng than vãn và tự thương hại bản thân. Các khó khăn xuất hiện trong cuộc sống đều có lý do riêng của chúng, và tất cả đều hướng bạn theo một cung đường phù hợp cho bản thân. Có thể bạn sẽ không nhìn thấy chúng cũng như thấu hiểu mọi thứ vào thời điểm xảy ra. Tuy nhiên, hãy nhìn lại những khó khăn mà bạn đã trải qua trong quá khứ. Bạn sẽ thấy chúng dẫn mình tới những nơi tốt hơn, trở thành con người tốt hơn, có tâm trạng và hoàn cảnh tốt hơn. Vì thế, hãy cười lên, hãy cho mọi người biết rằng bạn của ngày hôm nay sẽ mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần so với bạn của ngày hôm qua. Và bạn sẽ luôn là như thế. 18. Đừng giữ mãi những hằn học. Đừng sống với những điều mà bạn ghét. Bạn sẽ tự làm đau bản thân mình hơn là việc những người bạn ghét đã làm. Tha thứ không phải là việc bạn nói những gì bạn đã làm thì ổn đối với tôi, mà là nói tôi sẽ không để hạnh phúc của mình bị hủy hoại bởi những gì mà anh đã gây ra cho tôi. Tha thứ là câu trả lời cho việc hãy buông tay, đi tìm bình an và giải phóng bản thân bạn. Và hãy nhớ, tha thứ không chỉ dành cho người khác, nó còn dành cho chính bạn. Hãy tha thứ cho bản thân, tiếp tục sống và cố gắng hơn nữa trong tương lai. 19. Đừng để người khác kéo bạn xuống vị trí ngang bằng với họ. Đừng hạ thấp các tiêu chuẩn của mình để thích nghi với những người không chịu nâng cao các tiêu chuẩn của họ. 20. Đừng lãng phí thời gian giải thích bản thân cho người khác. Bạn bè không cần điều đó, và kẻ thù của bạn cũng không tin vào những điều mà bạn giải thích. Hãy làm những gì mà trái tim bạn mách bảo là đúng. 21. Đừng miệt mài làm đi làm lại một công việc mà không có khoảng ngừng. Thời điểm phù hợp để bạn hít một hơi thật sâu là khi bạn không có thời gian cho việc đó. Nếu bạn tiếp tục làm những gì mình đang làm, thì bạn sẽ tiếp tục nhận được những gì bạn đang nhận được. Đôi khi, bạn cần phải tạo ra cho mình một khoảng cách
để có thể nhìn nhận sự việc một cách rõ ràng. 22. Đừng bỏ qua điều kỳ diệu của những khoảnh khắc nhỏ nhoi. Hãy tận hưởng những điều nhỏ nhoi nhất, bởi biết đâu một ngày nào đó nhìn lại, bạn sẽ thấy đó là điều vô cùng ý nghĩa với mình. Phần tốt đẹp nhất trong cuộc sống của bạn sẽ là những khoảnh khắc nhỏ bé, không tên, mà bạn dành để mỉm cười cùng ai đó quan trọng với bạn. 23. Đừng cố gắng làm mọi thứ trở nên hoàn hảo. Thế giới thực không vinh danh những người cầu toàn. Nó sẽ trao phần thưởng cho những người hoàn thành công việc. 24. Đừng đi theo con đường ít bị cản trở nhất. Cuộc sống không dễ dàng, nhất là khi bạn lên kế hoạch đạt được mục đích to lớn nào đó trong cuộc sống. Đừng đi con đường dễ dàng, hãy làm những gì đó khác biệt, phi thường. 25. Đừng hành động như thể mọi việc đều tốt đẹp, trong khi thực tế không phải như vậy. Suy sụp một lát cũng không sao. Bạn không phải tỏ ra lúc nào cũng mạnh mẽ, và không cần chứng minh rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Bạn không cần quan tâm tới những gì mà người khác đang nghĩ. Hãy khóc nếu bạn thấy cần. Điều đó cũng tốt cho tâm lý, sức khỏe của bạn. Nếu bạn càng giải tỏa sớm, nụ cười sẽ càng có khả năng quay trở lại với bạn sớm hơn. 26. Đừng đổ lỗi cho người khác về rắc rối của bạn. Khả năng thực hiện ước mơ của bạn tỷ lệ thuận với khả năng bạn tự nhận trách nhiệm cho cuộc sống của mình. Khi trách cứ người khác về những gì bạn đang trải qua, nghĩa là bạn đang chối bỏ trách nhiệm, bạn đang trao cho người khác quyền kiểm soát phần cuộc sống đó của mình. 27. Đừng cố gắng làm vừa lòng tất cả mọi người. Đó là điều không thể xảy ra, và nếu bạn cứ cố công làm như vậy, bạn sẽ kiệt sức. Nhưng làm cho một người mỉm cười cũng có thể thay đổi cả thế giới. Có thể không phải là toàn bộ thế giới, mà chỉ là thế giới của riêng người đó thôi. Vì thế, hãy thu hẹp sự tập trung của mình lại. 28. Đừng lo lắng quá nhiều. Lo lắng sẽ không giúp giải thoát các gánh nặng của ngày mai, nhưng nó sẽ tước bỏ đi niềm vui của ngày hôm nay. Một cách để bạn có thể kiểm tra xem có nên mất công suy nghĩ về điều gì đó hay không là tự đặt ra cho mình câu hỏi này: điều này có quan trọng gì nữa không trong một năm tiếp theo, 3 năm tiếp theo, 5 năm tiếp theo? Nếu câu trả lời là không, thì nó không đáng để bạn bận tâm đâu. 29. Đừng tập trung vào những gì bạn không mong muốn xảy ra. Hãy tập trung vào những gì bạn thực sự muốn xảy ra. Suy nghĩ tích cực là tiền đề cho mọi thành công vĩ đại. Nếu mỗi sáng bạn thức dậy với tâm niệm rằng ngày hôm nay sẽ có điều tuyệt vời xảy ra trong cuộc sống của mình, và bạn để tâm chú ý, thì rồi thường là bạn sẽ nhận thấy rằng niềm tin của mình là đúng. 30. Đừng là người vô ơn. Dù bạn đang ở hoàn cảnh tốt đẹp hay tồi tệ, hãy thức dậy mỗi ngày với niềm biết ơn cuộc sống của mình. Ở nơi nào đó, người khác đang đấu tranh trong tuyệt vọng để giành giật lấy cuộc sống của họ. Thay vì nghĩ về những gì bạn không có, hãy nghĩ về những gì bạn đang có mà người khác không có. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy nhớ bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video mới. Chúc các bạn luôn vui vẻ.